Một phim thi xuất sắc không thể bỏ lỡ của cặp đôi hài hước. Năm cặp đôi nghệ sĩ sẽ thi tài trong chủ đề duyên phận. Những câu chuyện lãng mạn đậm chất ngôn tình. Những màn diễn hát kết hợp duyên dáng và hài hước. Bắt đầu vô bắt đầu đuôi rồi. Phần là con gái chưa một lần yêu ai. Thôi đi. Mày làm mất thứ. Nam chính. Ngồi ngồi nhìn nhau. Ngồi ngồi nhìn nhau. Ngồi ngồi nhìn nhau. Không quen chút nào. Đừng bỏ lỡ cặp đôi hài hước phát sóng lúc 21 giờ thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 phút thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 2. Hoặc xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVNLI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play hoặc App Store.